một thực trạng đang diễn ra tại Mỹ, thị trường xe điện hàng đầu thế giới, đó là hàng tồn kho đang ngày càng tăng lên tại các đại lý. Theo Inside EVS, một báo cáo mới đây đã chỉ ra rằng, các đại lý xe điện tại Mỹ đang có hơn 92.000 chiếc xe điện tồn kho, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Sự quan tâm và nhu cầu về xe điện ở Mỹ đã tăng vọt trong những năm qua, tuy nhiên điều đó lại không có nghĩa chúng sẽ bán chạy tại các đại lý. Một lượng lớn xe điện hiện nay đang chưa bán được và phủ đầy bụi tại các đại lý trên khắp nước Mỹ. Một báo cáo đã tiết lộ rằng những hãng như General Motors, Ford, Hyundai và Toyota hiện có số lượng xe tồn kho đủ cung cấp trong vòng 90 ngày với tốc độ bán hàng như hiện tại. Dữ liệu bổ sung cho thấy các đại lý trên khắp nước Mỹ có hơn 92.000 xe điện mới trong kho. Con số này cao gấp 3 lần số lượng xe điện tại các đại lý 12 tháng trước và có thể cho thấy sự phát triển của thị trường xe điện tại Mỹ sẽ tạm dừng trong một thời gian ngắn. Đối với ông lớn Tesla, hãng cho biết hoạt động giao hàng toàn cầu tốt hơn mong đợi. Tuy nhiên, thực tế Tesla đã tung ra nhiều chương trình giảm giá và ưu đãi để thúc đẩy nhu cầu, bao gồm chính sách giảm giá dành cho người giới thiệu khách mua tiềm năng. Cuộc chiến giảm giá bán Tesla và các đối thủ cạnh tranh đã đẩy giá bán trung bình của xe điện ở Mỹ trong quý 2 xuống còn 53.438 đô la Mỹ, giảm 19,5% so với mức đỉnh 66.390 đô la Mỹ vào tháng 6 năm 2022. Trưởng bộ phận tư vấn ô tô của Alex Partner nói, việc các hãng xe giảm giá bán xe điện cho thấy thị trường đang ở trạng thái cân bằng giữa cung cầu và giá cả. Vì vậy nếu doanh số bán hàng chậm lại, họ sẽ giảm giá tiếp, Tesla đủ khả năng để làm điều đó. Chuyên gia ngành ngân hàng đầu tư dành nhiều sự quan tâm cho thị trường xe điện cho biết, thị trường xe điện hiện nay có quá nhiều thương hiệu, những kẻ mạnh sẽ tiếp tục tồn tại và phần còn lại của thị trường sẽ phải đấu tranh gay gắt.